Hey, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hiệp Tính Phát. Thì ngày hôm nay trong video này, nhân tiện là mình có sửa cái máy in. Mình sửa cái máy in Canon 29 nha các bạn. Thì cũng có khá nhiều bạn hay nhắn tin hỏi mình ha, là trường hợp tại sao cái máy in Canon 29 nó không in được. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách xử lý trường hợp này. Bình thường các bạn sử dụng, thí dụ hôm nay đang in được, cái ngày mai vào công ty thì sao mở lên cái máy in nó không in được, mà mình đâu có làm gì cái máy đâu. Ok, bây giờ là mình sẽ chia sẻ những cái trường hợp làm cho cái lỗi là các bạn ra lệnh in thì máy in Canon 29 không in được nha các bạn. Rồi, cái đầu tiên đó chính là các bạn kiểm tra xem đã bật nguồn của máy in chưa nhé các bạn. Đèn nguồn chỗ này có sáng đèn hay không? Rồi, công tắc dây nguồn ở phía đằng sau có được cắm hay chưa nha các bạn. Rồi, công tắc nguồn máy in nó được bật hay chưa. Và khi các bạn kiểm tra dây cắm nguồn chỗ này thì nhớ lưu ý cái chỗ cắm trên ổ điện ha. Các bạn phải bảo đảm rằng là cái dây cắm điện, cái dắt cắm phải được cắm vào trong ổ cắm điện có điện nha các bạn. Rồi, kiểm tra xong hết rồi các bạn, nếu mà chưa bật công tắc điện máy in lên thì các bạn sẽ bật công tắc nguồn lên. Và khi bật công tắc nguồn lên thì các bạn sẽ nghe cái tiếng của cái máy in nó khởi động nha các bạn. Đây, và đèn power màu xanh sáng là ok. Máy đã được bật nguồn điện và máy có khởi động. Các bạn luôn nhớ kiểm tra giùm mình ha, xem hờ mực bên trong có hay không đã. Ok. Máy in mà hoạt động được thì nó sẽ khởi động được nha các bạn. Đề phòng số trường hợp anh chị nào in kẹt giấy, lấy giấy kẹt còn sót lại bên trong máy. Máy nhiều người sử dụng quá nên là nhiều khi là các bạn không có báo cho mọi người được biết hết á. Nên là có người biết người không. Rồi, coi như mình loại trừ trường hợp đó nha các bạn. Rồi, cái thứ hai nữa đó là kiểm tra cáp in. Cái máy Canon 29 này là in cổng USB nha các bạn. Các bạn kiểm tra lại ha. Hãy bảo đảm rằng là cái dây cáp này nó được kết nối tốt. Kết nối tốt là được cắm trực tiếp lên trên máy, không có bị ruột ra này kia nha các bạn. Một đầu cắm trên máy in và một đầu cắm trên máy tính. Các bạn hãy bảo đảm rằng là cái dây kết nối USB nó được cắm ở trên máy in và trên máy vi tính. Là cái thứ hai. Rồi, sau khi các bạn kiểm tra là máy in có bật nguồn khởi động hay không, có hợp mực hay không, và cái thứ hai là cáp kết nối USB từ máy in đến máy vi tính. Sau đó, các bạn sẽ kiểm tra trên hệ điều hành của các bạn, trên máy tính của các bạn. Rồi, bây giờ trên máy tính của các bạn sẽ vào trong cái phần control panel ha. Cái này là của mình hệ điều hành Windows 10 nha các bạn. Control panel đây. Các bạn mở control panel lên. Các bạn vào cái mục device and printer. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Bước tiếp theo. Cái máy in của mình là trong đây rất nhiều máy in ha. Riêng trường hợp này là máy in Canon 2009. Đây. Các bạn thấy ha, Canon 2009. Cái biểu tượng cái icon nó đang sáng đèn lên nha các bạn, nó đang sáng lên ha, có nghĩa là máy in và máy tính của các bạn đang được kết nối. Trường hợp mình vừa mới tắt nguồn cái máy in thì các bạn thấy cái biểu tượng Canon 29 nó bị mờ đi, tức là đang không có kết nối nha các bạn, đang không có kết nối từ máy in sang máy tính. Rồi, bây giờ nếu biểu tượng bị mờ thì giống như nãy mình nói, đầu tiên các bạn sẽ kiểm tra nguồn máy in, cáp kết nối máy in máy tính. Nếu có kết nối tốt, chắc chắn cái biểu tượng Canon 29 nó sẽ sáng lên. Các bạn thấy mình vừa mở công tắc nguồn máy in lên ha, thì biểu tượng sẽ sáng lên. Biểu tượng mà sáng lên thì các bạn chắc chắn là sẽ in được. Trường hợp nếu biểu tượng
cái nóng hang chính mà nó sáng lên mà các bạn vẫn không in được thì không sao cả, các bạn hãy bình tĩnh và kiểm tra bước tiếp theo. Bước tiếp theo các bạn kiểm tra bằng cách là các bạn double click vô cái biểu tượng Canon 29 này. Các bạn click vào chữ printer đây. Các bạn xem trường hợp Sprinting. Đây. Nếu trường hợp các bạn mở lên mà cái máy của các bạn đang bị bao lại thì các bạn sẽ không in được. Hoặc cái User Interpline này đang được bật lên. Đây các bạn. Thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không in được. Cách xử lý cho hai trường hợp này. Các bạn click chuột vào chữ Printer và bỏ hai cái dấu tích chọn cho Spawn Printing và User Printer Apply. Bây giờ mình sẽ in test cho bạn xem thử. Rồi, như vậy là máy đã in được nha các bạn. Ha. Máy đã in được nha các bạn. Trường hợp mà các bạn không in được nữa, chiêu cuối cùng, các bạn hãy remove cái driver này ra. Các bạn click chuột phải lên biểu tượng Canon 29 ha. Các bạn chọn Remove Device, sau đó bấm Yes. Bước tiếp theo các bạn sẽ tắt nguồn của máy in luôn. Tắt nguồn của máy in nha các bạn. Sau khi tắt nguồn của máy in, các bạn chờ trong giây lát, các bạn có thể cẩn thận bằng cách các bạn khởi động lại máy tính. Hoặc các bạn có thể mở lại nguồn của máy in lại luôn. Thì lúc này Windows nó sẽ tự động detect, nó sẽ dò lại cái driver Canon 29 và tự động nhận lại. Các bạn thấy ha, đây. Nó tự động nhận lại các bạn. Đây. Các bạn click chuột phải lên Set Default Printer ha, để cho nó mặc định tích xanh lên đây. Để mỗi lần in thì các bạn không phải chọn lại. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách xử lý trường hợp máy in Canon 29 không in được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn nhận được những chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.